Và đây là tổng hợp tất cả các code Block Brut mới nhất update 21. Yo, xin chào các bạn nha, và mình là Jelly Blade đây các bạn ơi. Hello các bạn, chúc các bạn đang xem clip này của mình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, bên gia đình các bạn nha. Hello các bạn ơi, ngày cuối tuần rồi các bạn còn phải đi học không nhỉ? Ôi giời ơi, nghỉ thôi, học hành gì nữa, tầm này là ở nhà chơi game thôi các bạn ơi. Hello các bạn nhé, và mình đã quay trở lại các bạn rồi đây. Và trong clip lần trước thì mình cũng đã có một câu hỏi rằng là trong cửa hàng Block Brut Dealer đang có bao nhiêu trái được sale Belly, thì có rất nhiều bạn là trả lời chính xác rồi. Đấy, có rất nhiều bạn trả lời chính xác. Và phần quà mình sẽ tặng cho các bạn đó chính là 5.000 Robux này, một thanh kiếm Ruru này, thiền game bắt nhanh và máy định vị nhá. Đấy, ok. Thì mình sẽ kết bạn với các bạn là mình để mình gửi quà cho các bạn nhá. Ok, mình lại bị đánh cho các bạn ơi. Ôi giời. Thôi. Thôi. Lại đánh tôi rồi. Hello em, tôi lại bị đánh rồi. Tôi cứ làm clip là bị đánh á. Khổ ghê cơ. Yo, chúng ta cũng lại đến với phần chính clip này rồi. Và cập nhật 21 cũng đã xuất hiện rồi. Và chúng ta đã có thêm một trái ác quỷ mới. Đó chính là trái cái gì tôi lại tự nhiên quên tên nhỉ. Đây các bạn ơi. Đây Kitsune. Trời, và hồ ly cao cùng các kiểu này quá tuyệt vời các bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ gift code cho các bạn một mình sẽ lại tổng hợp cho các bạn những cái code rất là mới nhất của update 21 này. Đấy, nên bạn nào mà chưa có thì các bạn thì xem hết clip này của mình đều thể nhập vào nhá. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đó. Trước khi mình đến với tổng hợp code ở trong bản cập nhật 21 này thì mình sẽ tiếp tục sẽ có một câu hỏi dành cho các bạn. Đấy, là phần quà cũng sẽ giống như mọi khi thôi, dành cho những bạn nào mà đã like và đăng ký kênh của mình và còn hay comment tương tác trên kênh của mình nhất. Đó, có nghĩa là các bạn phải đăng ký kênh này, like clip này và comment tên và nhân vật các bạn xuống có thể tặng quà cho các bạn nhá. Đầu tiên sẽ là phần quà sẽ là 5.000 Robux này, cộng thêm với hắc kiếm Ruru này, cộng thêm máy định vị trác quỷ này, một thuyền game bát nhanh này. Đấy, ok chưa? Một thuyền siêu tốc đấy các bạn ạ. Và tiếp theo là sẽ là một trác quỷ vĩnh viễn các bạn nhá. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, một trái quỷ vĩnh viễn các bạn tự chọn, tùy chọn nhá. Đấy, ok chưa? Đấy. Đấy, và câu hỏi vẫn là câu hỏi của BB cái gì? Tôi đang làm clip khổ quá, cứ gạ BB hoài à. Tôi đang làm clip thân yêu cho các bạn của tôi cứ gạ clip. Đấy. Ok nhá. Và bây giờ câu hỏi vẫn như cũ các bạn này. Đó chính là ở hiện tại này, ở cửa hàng Block Brut Dealer này đang có bán bao nhiêu được trái được sale Belly này các bạn ơi. Đấy, ok chưa? Bạn vẫn tiếp tục có 10 giây để các bạn là trả lời câu hỏi này nhá. Ok chưa? 10 giây bắt đầu đi các bạn ơi, các bạn tự đếm nhá. Thanh niên này. Cho ánh sáng. Úi giời ơi. Ghê đấy. Skip đây chi đừng ghê đấy. Con ảo ma Shizuka đấy. Nhưng thôi, ok, bây giờ mình sẽ check các bạn nhá. Check nào. Ok, ui rồi. Ui ôi, chưa có trái nào các bạn ạ. Ui, trái gai là 1 này, trái lò xo là 2, phân tách là 3, quay là 4, rocket là 5, là có 5 trái được sale các bạn nhá. Bạn nào đã bán là 5 thì hãy nhanh tay đăng ký kênh này, nhấn nút like này và comment xuống phía dưới để nhận ngay phần quà từ mình nhá các bạn ơi. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đấy, xíu. Và còn gì nữa ta. Và ấy, thanh niên nhìn đẹp đấy. Đấy, và đừng quên là mình sẽ ra clip vào lúc 10 giờ sáng mỗi ngày để có thể là trao phần quà, tặng quà cho các bạn và có thể là làm clip mới và giới thiệu cho các bạn những cái code mới nhất nhé các bạn nhá. Và cũng là cập nhật 21 rồi, quá tuyệt vời luôn khi mà được có thêm trái ác quỷ mới. Không biết bạn nào đã sở hữu được trái ác quỷ mới chưa nhỉ? Bạn nào mà sở hữu được trái ác quỷ rồi thì có thể comment xuống dưới cho mình biết với nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn, tổng hợp cho các bạn tất cả cái mã code mới nhất của update Block Brut 21 này nha các bạn nha. Ok chưa các bạn ơi? Đầu tiên sẽ là code đích khai kinh nghiệm trong vòng 20 phút nha các bạn. Mã sẽ có tên là Blacksy các bạn nha. Các bạn viết giống như mình các bạn ơi. 20 phút. Đấy, ok. Tiếp theo vẫn là 20 phút đích khai kinh nghiệm. Nó tên là The Great. Đấy, hơi có đọc một chút nhưng các bạn viết giống mình các bạn nhá. Cứ từ từ chậm rãi viết giống mình cho các bạn ơi. Đừng vội vàng làm gì cả. Đấy, tiếp theo vẫn là code đích nhai kinh nghiệm nữa các bạn ạ.
nó có tên là Magic các bạn nhá. Đấy, đây Magic Burst các bạn ơi. Tiếp tục viết giống như mình nào. Đúng rồi, vẫn là cô đích hai kinh nghiệm chứ các bạn nhá. Đấy, cái tên này hơi dài dài một chút nên các bạn viết từ từ. Nếu bạn nào không viết kịp thì có thể là dừng clip lại và thể viết cho chính xác các bạn nhá. Ok chưa các bạn ơi? Vâng, vẫn là x2 kinh nghiệm trong vòng 20 phút các bạn ạ. Đấy, tầm này mà các bạn chưa mắc liver thì cứ x2 kinh nghiệm mà farm thôi các bạn nhá. Đấy, sub 2999 các bạn nhá. Ok, nào, tiếp tục nào. Đấy, vẫn là 20 phút. Rồi, ok các bạn nhá. Đấy, cái kit tiền mình này quá nổi tiếng rồi các bạn ơi. Update 21 thì chúng ta có thêm mã thêm kit tiền mình nữa các bạn ạ. Quá tuyệt vời chứ. Tranh thủ nhập đi các bạn nhá. Tiếp theo nữa nào. Vẫn là 20 phút kinh nghiệm. À quên nhầm, vẫn là 20 phút nhân đôi kinh nghiệm các bạn nhá. Neutron. Ok, nhập vào các bạn ơi. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái code reset các bạn nhá. Bạn reset lại để làm lại các bạn. Vậy là mình đã tổng hợp cho các bạn tất cả các code mới nhất của phiên bản update Blackfruit phiên bản 21 này rồi các bạn ơi. Và các bạn hãy nhanh tay nhập vào các bạn nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi BBB và đâm chết cái ông thần này đây các bạn ơi. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye các bạn.